Mình có một trái banh rơi từ độ cao 10 mét và mỗi lần nó nảy lên lại thì chỉ cao bằng nửa của lần trước đó. Ví dụ mình thả nó từ 10 mét, lần tiếp theo nó nảy cao nhất được 5 mét. Vậy là lần tiếp theo. Để mình nhiều màu cam. Lần tiếp theo trái banh nảy được 5 mét. Khoảng đường ngay đây là 5 mét. 5 mét. Và lần tiếp theo sẽ chỉ còn một nửa. Nó sẽ là 2 và 1 phần 2 mét. Và nó sẽ tiếp tục như vậy. Banh nảy được 2 và 1 phần 2 mét ở đây. Trong video lần này mình sẽ tính tổng quãng đường theo chiều dọc mà trái banh đã di chuyển. Cùng làm nhé. Lần đầu tiên nó rơi từ độ cao 10 mét thẳng xuống, nghĩa là di chuyển 10 mét. Sau đó nó di chuyển hai lần quãng đường một nửa của 10 mét, nghĩa là đi lên 1 phần 2 của 10 mét là 5 mét. Rồi đi xuống 1 phần 2 của 10 mét. Vậy mình sẽ có, để mình xem nào. Mỗi cái này sẽ là 10 mét. Thật ra mình không cần ghi đơn vị ở đây, mình sẽ bỏ nó ra. Mình viết lại nhé. Vậy lần đầu tiên nó sẽ đi thẳng xuống 10 mét, lần tiếp theo nó đi lên 10 mét. 10 mét nhân 1 phần 2. Sau đó nó đi xuống 10 nhân 1 phần 2. Mình chỉ tính quãng đường theo chiều dọc, chứ chưa cần quan tâm tới hướng. Vậy là nó đi lên 10 nhân 1 phần 2 bằng 5 mét rồi đi xuống 5 mét. Tổng quãng đường theo chiều dọc là 10 mét. 5 lên, 5 xuống. Còn trong lần tiếp nữa thì sao? Ở đây nó nảy lên một nửa độ cao ở đây. Nên nó sẽ là 10 nhân 1 phần 2 bình phương. Cho hai lần lên và xuống. Mình nghĩ bạn hiểu được hướng làm rồi. Nó khá giống tổng của chuỗi cấp số nhân vô hạn. Nó tiếp tục mãi mãi. Để mình biến đổi cho nó giống với tổng của chuỗi cấp số nhân truyền thống hơn. Mình sẽ rút gọn lại. Mình có thể viết cái này là 10 cộng 20 nhân 1 phần 2 mũ 1 cộng 20 nhân 1 phần 2 bình phương. Và sẽ cứ tiếp tục như vậy, với chuỗi này sẽ rõ ràng hơn. Nếu ở đây là 20, mình có thể viết 10 thành âm 10 cộng 20. Âm 10 cộng 20. Sau đó cộng toàn bộ chỗ này lại. Mình sẽ dán cái này xuống. Vậy cộng toàn bộ cái này lại. Mình thậm chí có thể viết cái này đầu tiên nữa, có thể viết ở đây thành 20 nhân 1 phần 2 mũ 0. 20 nhân 1 phần 2 mũ 0 cộng toàn bộ chỗ này. Giờ thì nó giống tổng của chuỗi cấp số nhân vô hạn rồi. Mình sẽ viết toàn bộ tổng ở đây vì mình không muốn mất mấy cái hình. Mình viết thành âm 10, âm 10 ngay đây. Cộng tổng từ k bằng 0 tới vô cực của 20 nhân công bội mũ k. Vậy nó sẽ bằng gì? Cái này sẽ bằng gì? Mình đã làm dạng bài về tổng chuỗi cấp số nhân vô hạn nên là mình biết tổng từ k bằng 0 tới vô cực của a nhân r mũ k bằng với a phần 1 trừ r áp dụng vào đây. Toàn bộ chỗ này sẽ bằng với 20 trên 1 trừ 1 phần 2. Tức là 20 phần 1 phần 2. Tức là 20 nhân 2 bằng 40. Vậy tổng quãng đường theo chiều dọc mà trái banh đã đi là
nó sẽ là âm 10 cộng 40 bằng 30 mét. Quãng đường theo chiều dọc trái banh đã di chuyển là 30 mét.